Kính chào quý anh chị em và các bạn, thì hôm nay tôi vừa mới về một cái mẫu xe Toyota Innova phiên bản cao cấp nhất là phiên bản V. Nếu như anh chị em nào mà quan tâm đến những cái dòng xe Innova thì chắc chắn là sẽ biết được cái mẫu xe Innova V nó hiện đại đến mức độ như nào. Thậm chí nó có những thời điểm nó còn được ví và cạnh tranh trực tiếp với những dòng xe ví dụ như là CX-5 đấy, và nó có thể đưa lên một cái phân khúc cận cao cấp như là Toyota Fortuner. Bản này là bản biển do một chuyên gia nước ngoài đi các bạn nhé. Và biển này thì về Hà Nội thì cũng không phải mất thêm 20 triệu tiền biển các bạn ạ. Xe này thì chúng tôi cũng vừa mới về đến đây không? Vừa mới về đến cửa hàng các bạn nhé. Nên là giá cả cụ thể thì các bạn có thể liên hệ, chắc chắn là sẽ tiết kiệm hơn khoảng tầm vài 300 triệu so với việc các bạn mua một cái xe mới các bạn nhé. Bởi vì cái xe mới thì nó là 945 triệu cả đăng ký và lỡ còn xích soát khoảng tỷ mốt, giờ cũng phải đăng ký khoảng hơn 1 tỷ. Đấy, hơn 1 tỷ các bạn ạ, hơn 1 tỷ. Nhưng mà xe này thì các bạn yên tâm là 27, 35 thì các bạn sẽ tiết kiệm được vài 300 triệu so với lại cái việc mà các bạn mua một cái xe mới các bạn nhé. Xe rất đẹp, đặc biệt là xe đi được các bạn chính xác được 1.6 km, tức là 1.6 các bạn nhé. 1.6, tức là 16.000 km các bạn nhé, cực kỳ hiếm có. Đấy, cực kỳ hiếm có các bạn nhé, rất đẹp. Có bạn 6 thôi, động cơ chúng ta không cần phải kiểm tra. Chúng ta kiểm tra nội thất này, các bạn nhìn này. Keo chỉ thì các bạn có thể nhìn thấy đây, tất toàn bộ keo chỉ thì vẫn còn rất là nguyên bản các bạn nhé. Keo chỉ vẫn rất là nguyên bản. Nội thất là như mới, cái này là do một chuyên gia nước ngoài đi mà đây, nội thất đây, bạn nhìn này. Nó mới, mới lắm đấy ạ. Thực sự nói là rất mới nhá, nội thất là nỉ nhá. Và các bạn nhìn này, nội thất là thực sự là như xe mới luôn. Các bạn nhìn này, trần xe này, ghế này, ghế nó mới mức độ như này các bạn nhìn này. Quá mới đúng không ạ? Này về hơi bẩn tí nhá, tôi dọn đi là đẹp ngay, nỉ này, nỉ nguyên lỉ các bạn nhá. Ghế này ghế, ghế lái với về xong là nó còn căng đét như này các bạn nhìn này. Thực sự nó là rất đẹp các bạn ạ. Đi được đúng bạn 6 các bạn nhá, bạn 6 này. Đây, một bạn 6 tức là 16.688 km các bạn nhá. Đầu DVD này, nó còn mới mức độ này các bạn nhìn này. Chưa có bất kỳ một cái vết sờ tay nào cả. Các bạn nhìn này, điều hòa tự động này. Nó phải nói là quá đẹp chứ không phải đẹp các bạn ạ. Động cơ như mới luôn. Xe này chúng tôi chưa có giá cụ thể nhé. Nhưng nếu anh chị em nào mà quan tâm đến cái dòng Innova V này thì cứ gọi điện trực tiếp số điện thoại 0939066333, showroom tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội các bạn nhé. Số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trước khi đến thì các bạn gọi điện trước cho chúng tôi, số điện thoại 0939066333. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn.